Thiền là phải tự lực à, tự mình hồi quan phản chiếu, tìm kiếm thanh tâm của mình, tìm kiếm chân tâm của mình, giữ mình chân tâm của mình là ẩn núp ở trong cái phiền não á. Mà phiền não của mình có 84 dạng lận, nó nhiều lắm, 84.000 phiền não nó ẩn núp ở trong tâm mình là do cái phiền não nó che cái chân tâm, vậy chúng ta phải tìm kiếm mới được. Cho nên cần tu, chứ tu hồi nãy thì cái chú Tuyển nó định nghĩa rồi, chứ tu là sửa trao rồi, cần phải sửa trao đi. Mà sửa trao những gì? Chúng ta xin thưa quý vị, cho chúng tôi phớt qua nữa, chúng ta có 3 nghiệp nó sinh ra 10 điều ác. 3 nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà thân nghiệp nó sinh ra 3 điều: sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Nhau tu đi, sửa nó đi, đừng cho còn sát sanh, đừng cho còn đạo tặc, đừng cho còn tà dâm. Mà bây giờ mình hỏi nhau câu ra là kẹt vậy. Tôi hỏi quý vị là ai còn tà dâm không vậy đó, nó kẹt nha. Tới tôi cũng chừng kẹt nữa, không nó kẹt chung hết trơn à. Tà dâm là gì? Mà chánh dâm là gì? Chánh dâm là cha mẹ mình sắm cho mình, đó là chánh dâm. Còn không phải cha mẹ mình sắm cho mình là hoàn toàn tà dâm hết, phải không? Mà ai hai vợ cái là tà dâm rồi, mà ngó người con gái khác thì cũng tà dâm nữa. Rồi trong tâm mình mắng nó cũng tà dâm nữa. Dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất, nguy lắm quý vị ơi. Cho nên cần tu mới được nha, cần tu sửa thân tâm của mình nha. Thân á, có sát sanh, có đạo tặc, có tà dâm, khẩu có lưỡng thiệt, có ý ngôn, có ác khẩu, có giọng ngữ. Rồi ý có tham lam, có sân nộ, có mê si, nguy lắm, phải ráng tu cho được nha. Sửa cho được 10 cái này nè mới đạt được ngũ hương. Mà ngũ hương là gì? Bây giờ cho chúng tôi định nghĩa ngũ hương theo Tổ Huệ Năng ở trong Pháp Bảo Đàn đó. Ngũ hương đó, một là giới hương, hai là định hương, ba là huệ hương, bốn là giải thoát hương, năm là giải thoát tri kiến hương. Nó đại để như vậy chứ còn thuyết trình đâu có được. Thuyết trình mới mà chi tiết được, còn nguyên dẫn không có được. Nói đại để thôi không, nhưng mà đại để quá không có được. Bây giờ cho chúng tôi dẫn của Đức Thầy đi. Bây giờ ai cũng muốn có ngũ hương ở trên á, chứ ngũ là số năm, chứ hương là thơm. Tức là ai cũng muốn cho mình được có năm phần chân hương, tức là thân hình mình được thơm tho, rồi lời nói mình thơm tho, ý chí mình thơm tho, ai cũng muốn hết á, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin trao đổi với quý vị đó, muốn được thơm á là đừng còn hôi, phải không? Nó hết thôi mới thơm được chứ, chứ nó còn hôi là nhất định phải hôi à, chứ không có thơm, phải không? Mà hôi là gì? Là ngũ trược quý vị à, ngũ trược. Mà Đức Thầy cho biết nha, bây giờ cho chúng tôi đọc lại ngũ trược. Thầy dạy nè: thân hôi tanh mũi rùi, đón rước thêm nhọt, u ghẻ lát phun cùi, đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trược. Ta xin kể trước, đó là kiếp trược nha. Rồi nhìn việc quấy ngắm đều bạo ngược, mắt trông vào những chỗ đê hèn, nào được xem cảnh báo đài sen, nghĩa kiếm trượt giải ra như vậy. Đó là kiếm trượt, hồi nãy là kiếp trượt, rồi bây giờ là kiếm trượt. Rồi trí dẫn vô tưởng đó, nhớ đây: thiết mưu kế toan bề thắng thối, duy thù quán trưởng điều đáp đối, thêm ma phiền não trượt đắm sai, nó là phiền não trượt. Rồi chuyển luân công nhân và các loài, căn mờ ám làm điều dại dột, chúng sanh trượt ta đà kẻ nốt, đó là chúng sanh trượt. Còn thứ năm nó là mãn trượt chúng, số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu hoa nguyệt thung dương cẩu thả. Thôi dừng đây đi, rồi trở lại cái năm cái dơ này, trượt là dơ, mà mình còn không? Mình hỏi thăm nhau lần hỏi những còn không? Cha kẹt quá, tôi hỏi ông Giao là ông phó trưởng quận, hỏi ông hội trưởng quận là còn không? Những mấy ông hội trưởng này cũng phải trả lời cho tôi rồi, cũng còn chút đỉnh chứ, mà còn làm sao có hương được, thấy không? Còn, thấy không? Bây giờ chi tiết từ một á, cái thân trượt là đành rồi, chúng ta vô giới cái thân này là đành rồi, nhưng mà kiếm trượt là nó thấy dơ đó. Bây giờ xin quý vị xin hỏi là mấy em nhỏ hay sao đây nha, trai trai mà chiều dọn mà cao bồ hết đi mà ra đường đấy không, thì kiếm gái không à, kiếm gái chị dòm ngó liếc mắt đưa tình nha, quay yêu em lắm em ơi, yêu bỏ ăn bỏ ngủ mà là gì nữa, rồi còn ngó một cách nó lạ lùng nữa. Rồi tôi hồi đó bị một tuổi mấy em mà lỗi 18, 19 mà tôi biết nha, ngó không có ngó ở trên đâu, ngó ở dưới không à, kiếm ngó ở dưới không à, bị kiếm trượt. Mà kiếm trượt rồi thì làm sao thấy đại xem được, cái mắt mình mà ngó vào chỗ vô là thấy đại xem không có được. Vậy thì ở đây rất rõ ràng là mắt mình mà trông vào chỗ đê hèn là nào được xem cảnh báo đài sen, nghĩa kiếm trượt giải ra như vậy. Bây giờ muốn thấy đài sen là gì? Là thấy chỗ Phật ngự đó nha, thì đừng có ngó vào cái chỗ dơ, mà ngó cái chỗ trong sạch đó, nghĩa là ngó từ cần cổ sắp lên thôi, nghe không? Ngó vậy nó được, chứ cứ ngó mà từ cần cổ sắp xuống hoặc là nguy lắm, nghĩa là ngó chỗ dơ là không khi nào thấy chỗ sạch được. Bây giờ tới nữa đi, là tới cái phiền não trượt, là bị trí dẫn dơ tưởng đó, nhớ đây: thiết mưu kế toan bề thắng thối. Đó, bên ngoài thì nói thương yêu nhau như con một cha này kia, vuốt ve dỗ về với nhau, nhưng mà bên trong nó thì tìm đủ mất mọi cách âm thầm. Quý vị thấy có không? Nghe không?
tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, còn tâm ý mô mô đủ thế thì bị phiền não trượt rồi. Vậy thì nói làm sao hết, cái ngũ trượt chúng ta đã kẹt rồi. Mà muốn có ngũ hương sao đừng có. Ở đây thầy dạy mình cần tu cho đạt ngũ hương, là cần làm sao tu sửa cho hết ngũ trượt đi và đừng còn thập ác nữa. Chúng ta mới diễn tới cái chỗ là đạt được ngũ hương là năm phần chân hương mà. Thôi nói cho nó màu đi vậy, không dám chi tiết nữa, hết giờ rồi. Bây giờ tới giới thứ nhì đó, vô gươm trí huệ cho ma dương hải hùng. Mà gươm trí huệ là gì mà ma dương nó là gì, nó hải hùng chứ. Trí huệ là gì quý vị? Rõ đó, là trí huệ tức là cái huệ trí của mình, tức là huệ nhật của mình, nó khi mà nó hiện ra rồi đó, nó cắt đứt tất cả phiền lụy khổ đau của mình, nó giống như cái gươm ở bên ngoài đó, chặt đứt tất cả các đồ cứng. Còn cái trí huệ của mình nó có công năng cắt đứt phiền lụy khổ đau của mình, cho nên gọi là gươm trí huệ. Cho nên có chỗ thầy cho biết gươm trí huệ từ bi chớp nhoáng á, phải cho mau như chớp nhoáng mà cắt đứt tất cả những cái lao khổ của phàm gian và của chính mình. Vậy thì ở đây qua cái ý sau đó là cho ma dương hải hùng, mình có trí huệ rồi, tức là cái huệ nhật hiện bài rồi, thì cái ma phiền não tức là ma dương nó sợ, nó phục tùng mình. Mà ma này ở đâu quý vị, ma dương này ở đâu? Thôi lỡ nói thì nói luôn đi không, ma dương này nó có thứ ở trong mà nó có thứ ở ngoài nữa, và nó có thứ ở trên, nó có thứ ở dưới. Ủa đâu nhiều dưới vậy? Không nhiều lắm mà, nhiều thiệt nha mấy ông mà chẳng tế trung ương này, nhiều thiệt rồi nha. Chúng ta nên sợ nó nha, đừng có nói già không sợ. Tôi cũng già, mấy ông cũng sợ nó ghê lắm. Bị hại nó có ở trong, nó có ở ngoài, nó tấn công cái là sập thành lý ở trên này, thấy không? Bây giờ cho chúng tôi mở mặt mà trao đổi cái vụ ma dương này. Xưa kia Phật Thích Ca ngồi tại Rạch Ni Liên Thiền 6 năm mà chưa có đắc đạo. Đó rồi ngài đứng lên ngài té xuống, ngài bị không ăn đó, ngài khổ hạnh đến không ăn nó 6 năm, ngài không ăn nó rồi té xuống chết giấc đi rồi. Ngài tỉnh lại đã có hai người một nửa dưng sữa cho ngài uống, ngài ăn lại, ngài uống là như thường. Ngài mới lợi ngồi tại gốc cây mà bồ đề đó là năm anh em Kiều Trường Nguyên bỏ ông rồi. Ông lại tay ngồi tại đó 49 ngày đó ông mới đắc đạo đó. Và bây giờ nói mau vậy cho tiểu sử của Phật tổ mà nói dài quá sao được, nói gọn vậy đi. Ngài ngồi đó tới 49 ngày, tức là cái đêm 48 rạng ngày 49 đó, sau mai vừa mọc lên, tức là sau minh tinh vừa mọc á, thì ngài đã chứng được tam minh rồi. Tam minh là gì? Một là thiên nhãn minh, ngài chứng vào canh một luôn nha. Cho đến canh ba đó ngài mới chứng được là túc mạng minh. Túc mạng minh là thiên nhãn, nhãn minh là dòm thấy cùng cả trời đất đều biết hết trơn, thấy hết trơn à. Rồi tới túc mạng minh đó là nhớ tất cả những cái chuyện xưa nay gì tu kiếp nào sao nhớ hết, của chúng sanh của ông nhớ hết. Rồi tới canh năm đó tức là cái sao ma vừa mọc lên đó, ngài chứng được lậu tận minh, nó là sạch hết lậu tận rồi, tức là không còn lọt lẽ phàm gian này. Nó còn cái nghĩa chữ lậu là lọt, tức là nó không còn có một chế duy vô minh nào, không còn chế duy phiền não nào, nó lọt trở lại nữa, nghĩa là hoàn toàn sáng suốt vô tận vô biên, chứ gọi là lậu tận minh. Ngài mới ngó lên cùng mười phương, chân mày của ngài đó nó có cái lằn hào quang tránh xẹt ra. Ngài ngó cùng mười phương chư Phật vậy đó, ngài ngó lên cho cõi trời thứ sáu rồi đó. Ở trên đó cái lầu đài cái thiên ma ba tuần, tức là ma dương á, nó lung lay gần muốn sập vậy đó. Cái ông mà chủ chốt này tức là thiên ma ba tuần, nó đánh tà thủy coi cái gì mà được phóng dương giáo vô thì cũng là mọc bông sen lên hết. Như vậy đó mà thấy rõ đức thầy chúng ta biết là đạo gần đắc ma dương theo theo khuấy, dùng thành thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lành bước phô trương độ chúng, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì vì thế mà ma dương nó giận quá đi, nó mới dùng một cái kế. Nó bây giờ tôi xin nói thiệt với ngài, tôi thua ngài hết rồi, bây giờ tôi bằng lòng quy với ngài rồi đó, làm tín đồ ngài, nhưng mà ngài cho tôi phát nguyện cái Phật từ bi mà làm gì làm. Rồi nó quỳ xuống yên nguyện như thế này nè, để nói từ kiếp này tới lưỡi kiếp sau, từ chánh pháp tới tưởng pháp tới mạt pháp, tôi nguyện làm tín đồ của ông, đây chi để tôi phá cái đạo của ông tôi được mà thôi. Ai nghĩ coi người ta tu người ta phát nguyện thành Phật, còn ma dương nó nguyện nó phát nguyện nó phá đạo của Phật. Quý vị thấy rõ không? Rất rõ ràng vậy à, nó phải làm tín đồ của Phật, nó phá đạo Phật mới được chứ nha. Chứ mà nếu mà nó không làm tín đồ Phật làm sao phá đạo Phật được, cũng như Phật giáo Hòa hôm nay đó, ở trong tín đồ mới phá tín đồ được, chứ ngoài tín đồ làm gì nói được, ai nghe, phải không quý vị? Vậy thì quý vị coi chừng tôi cũng ma dương nó bị chỉ người ta gì, sẽ có ngón là mình tới 3-4 ngón nha, chỉ mình 3-4 ngón. Ma dương lại gì mà trở lại đi, ma cho ma dương là hải hùng, nó ma dương là gì nữa? Ma là ma mị, chứ dương là vua. Nếu ai là vua có ma mị tức là thủ đoạn tuyệt đỉnh, đó là ma dương đó. Nhưng mà nó có thứ ở trong rồi, nó có thứ ở ngoài. Ma dương ở trong đó là ma mị dối giả với nhau, còn ma dương ở ngoài cũng là ma mị, rồi hai cái ma mị nó gặp nhau, cho nên gọi là mà nội ứng ngoại hiệp á. Chừng đó là cái thành tiêu, tiêu cái thành, tức là cái thân xác này tiêu không còn. Vậy nó còn cái thứ ma nữa,
Quý vị ơi, nói luôn, lão nói luôn. Rồi cái ông Ma Dương nhà ông về trên Thiên Ma Ba Tuần, về trên cõi trời thứ sáu, ngồi ông rầu quá, ngồi ông rầu. Ba đứa con gái ra hỏi sao, sao mà bữa nay cha đi xuống cõi Diêm Phù Đề về có bộ buồn quá vậy? Nó không buồn sao vậy con? Bộ ta ma đắc đạo rồi, bây giờ thành thông quá đi, diệu dụng lắm, cha thua, phép tắc cha bây giờ hết rồi, không còn vậy trơn. Bây giờ cha làm đệ tử của ta rồi, giờ còn đạo mình giờ hết truyền bá được rồi con ơi. Ba người con gái nói sao mà cha thối chí như vậy, làm nhục chi thấm đó. Cha để cho ba con xuống, nhất định là con hạ được kia. Không mà Thiên Ma Ba Tượng nói thôi con tùy ý, chứ còn cha đã hết phép rồi. Ba người con gái này mới xuống, đàn dân xuống tại có cây bồ đề. Quý vị biết thấy rõ mà Phật tổ ngồi đó rồi, ba nàng mới đi. Nàng thứ nhất cái làm gì? Nàng thứ nhất đó, mặc đồ cái thật mỏng, đúng không? Rồi để vú nơi nơi, không? Rồi đi qua đi lại trước mặt Phật, rồi ghẹo, kêu ghẹo, cũng không được. Ngài cũng từ bi, ngồi từ bi bất động. Cái rồi mới ra nói với người chị thứ nhì, nói có được chị ơi, cái ông này có bộ khó quá, làm không được rồi. Cái người chị thứ nhì đó là được, bây giờ để tới tao, mày dở quá, vô, nghe không? Bây giờ là bụng xà lõn, cho không có đồ mỏng nữa, mặc xà lõn. Quý vị thấy lạ lắm, bây giờ làm y à, nhớ không? Bây giờ thế giới làm y à, mặc xà lõn, con gái mặc xà lõn. Rồi mới vô mới ca, rồi ẻo ẻo qua ẻo lại trước mặt Phật tổ. Nhưng mà Phật tổ cũng vẫn ngồi từ bi nhập định. Có bộ không em rồi, nó trở ra mới than với người chị thứ nhất đó, nó không được chị. Giờ hai em không có tài, không có phép nữa rồi, cảm vô không có được, lòng ông như sắt đá vậy đó, làm không có được. Nó dở mà hai đứa bây dở, để tao tôi khuyên người chị này làm sao, nghĩa là lạ thể để u vậy hả? Cái bằng 100% đó mà. Ê, ông hậu trưởng này ông biết cái gì mà 100%, nghe không? 100%. Bây giờ đúng rồi, làm y Ma Dương rõ ràng. Nhưng mà Phật tổ phán lên như thế này: các ngươi ơi, các ngươi là cái túi da đựng máu huyết, trong người của các ngươi đó là máu với huyết, nếu mà nó chảy ra, nó đứt một chỗ nào nó chảy ra hôi tanh lắm, các ngươi đừng có khoe cho ta rằng đẹp, nó không có gì là đẹp đâu. Coi các ngươi coi lại, các ngươi coi đẹp hay xấu, nó coi lại xa nhăn hết trơn, bị phép của Phật mà làm sao nó nhăn hết trơn hết trời, nó xấu quá xuất xấu rồi, giống như chằn tinh vậy. Với là phép của mình làm cho nó ngộ nó đẹp, mà bây giờ Phật tổ làm sao mới nó xấu quá. Ôm mặt chạy về tới cha trển mới tâu: cha ơi không được, cha ơi con thua rồi, cái ông đó ông giỏi quá, bây giờ ông làm con xấu quá rồi, con thiệt là khổ quá không biết làm sao. Ông cha mới dắt xuống năn nỉ với Phật tổ cho ngộ lại. Nhưng mà biểu tư thôi giờ nó mau, vậy thì Ma Dương này nó có ngoài có trong, quý vị bây giờ đi chợ quý vị thấy rồi, nó nghẽo ngớm cùng chợ trên, nó trắng lớp lên trước mà nó trắng, nó bằng cái thứ gì nó mỏng vô thấy thịt cái chân mà nó đi thôi, quá cỡ rồi. Cho nên phải vui vương trí huệ cho Ma Dương hải hùng, làm cho nó sợ, làm cho chúng phục tùng chân lý, trong sắc thân giám thị luật căn, từ sự lẫn lý chúng ta phải áp dụng tuyệt để. Các tu sĩ nên phòng ngừa coi chừng nha, coi chừng thua Ma Dương là nguy hiểm ghê gớm lắm nha, nó có ngoài có trong, nó tấn công ghê gớm rồi tiêu cả thành lũy nha, không còn nha. Cho chúng tôi tạm dừng ở đây, giờ mời các bậc cao minh nếu không trao đổi thêm xin cho qua câu khác, vì hai câu này siêu xuất lắm, phải dành 3 phút, 30 phút đồng hồ nữa, nhưng mà không có giờ. Vậy là cho chúng tôi